Rồi, lời tiên xin chào tất cả các anh em bạn thủ đam mê cá tầm Tổ quốc. Hôm nay tục ra một clip gồm 15 cây câu nha anh em. 15 cây câu này, 15 cây câu group, hàng carbon có, hàng phíp có. Rồi, đếm cho cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, lấy hàng lỗi một clip lên đó. Xin trang lại. Rồi, cảm ơn em. Thứ nhất cây thứ hai là một cặp nha anh em. Đó. Thì Sapita gì nè, nó cây cặp này thì em lấy từ thị trường Nhật về nha anh em. Đó, còn tem đầy đủ. Đó. Thì cái này là dạng 21 anh em, hàng dạng giống như ISO phen nhỏ 21. Phen là phen hãng bát tầm bát thẳng nha anh em. Mới, còn cực kỳ mới nha mọi người. Đó, mới lung linh luôn. Dạng này về cho anh em câu hanh chấp đánh cảm giác câu phi. Thì cái này dài 27 anh em, dài 27. Thu gọn cái này ra tầm khoảng 44 cm nha anh em. Bát tầm bát kẹp, bát bát thẳng luôn. Rồi. Giá công khai cái thứ nhất là 250k cộng ship nha. Đó. Cái số 2 cũng vậy luôn. Đó. Dạng 250k cộng ship, hàng vẫn mới keng. Em câu hanh cháp câu phi đánh cảm giác. Đó. Dạng 2m7 nha anh em, bắt vẫn là bắt cạp. Độ mới còn khoảng 98% nha anh em, cần còn rất là ok nha. Đó. Không bỏ lầm gì hết. Rồi, giá vẫn là 250k cộng ship nha anh em. Cây số 2. Theo cây số 3. Cây số 3 bên cho người là một cây cần Mafit nè. Cây này là cây fit nha anh em. Đó, các bạn là fit. Bát tầm bát thẳng, phen là phen hãng nha anh em, phen hãng mà lỗ sứ. Đó fit. Đọc sợi tứ tinh nha anh em, đọc sợi tứ tinh. Thì cái này dài 1m8. Nặng 110g, đọt ly 7. Đọt rigger cứng tầm khoảng 20-30 nha anh em. Đó. Anh em câu hanh cháp, câu trên bè trên thuyền. Đó. Em dạng trốn vợ đi câu quá. Cái để cấp xe vừa nha. Cái này dài tầm khoảng 44-44cm nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai vẫn là 250k cộng ship. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho người là một cây hàng chất liệu carbon anh em. Rồi, carbon đây. Đó. Đây, phen đó nè, phen lỗ sứ nha nè. Đó. Đó. Bát thẳng. Thì cái này dài 21 nha nè, dài 21, cứng ra tầm khoảng 20-30. Đó, dạng này dạng em copy. Để cấp câu, để cấp xe đi câu này nè, đi du lịch. Thì cái này nặng là 110g, đọt 1 ly 9, giá công khai là 50k, 500k nè, giá công khai là 500k. Cái số 4 nè. Chất liệu carbon, độ mới ra tầm khoảng 95% nha anh em. Rất là mới luôn, không có xước xát gì hết. Đó. Thì cho anh em kiểm tra hàng trước luôn nha mọi người. Chất liệu carbon anh em. Rồi, giá công khai là 500k cộng ship. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 mới là cho mọi người một cây cần carbon, hàng của Sipon gì đó, carbon nè, chất liệu carbon anh em. CG cái này dài 27 cứng 20, nó dài 27 cứng 20, dạng anh em đi câu chép nè, câu hanh chấp để cấp xe công. Cái này thu gọn 44, tầm khoảng 40-45 cm nha anh em, ra tầm khoảng gần 2 găng tay. Phen là phen sứ dầu vang, phen Fuji anh em. Thì bát là bát Fuji luôn nha anh em, bát Fuji luôn. Ngoại hình thì nó có xuất sắc đi ti nha mọi người. Đó. Để cần rút. Chọc bón sẵn nha. Đó. Có xuất sắc đi ti. Đọc sợi tinh nha mọi người, đọc sợi tinh. Phen Fuji luôn. Cứng ra tầm khoảng 20. Đó. Rồi, cây số 5. Cây số 5 là nặng là 150g, đọc 1 ly 7. Giá công khai là 700k anh em. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 là một cây cần, vẫn là cần của Sibun. Đó. Cây chất liệu vẫn là chất liệu carbon, hàng lấy từ thị trường Nhật về. Đó, tầm bát Fuji. Cần gút mini. Đó.
fan là fan Fuji xịt dạ quang, fan Fuji dạ quang anh em, không có xịt anh em đó. Chất liệu này chất liệu carbon nha em, nó cây này dài 2m4 cứng 20 đó. Này carbon này, cây này còn ok, rất là mới luôn đó, mới được cây. Đọc sẽ tới tên nha em, đọc sẽ tới tên. Rồi, giá công khai cây số 6 giá là 700k luôn nha anh em. Đó, nặng 150g, đọt liền 5. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 thì nó giống như cây số 6 thôi, một cặp. Đó. Cây cứng 20 và 24. Độ mới nè, đó. Rồi rất là mới nha mọi người. Đó. Mới này thì ok anh em. Còn gọt khá là bóng nha. Đó. Phen đó đây, phen ok hết nha anh em, không lỗi làm gì hết. Bát mới là bát Fuji. Nặng là 150g, đọt 1.5. Giá công khai 700k anh em, cây số 7 700k. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho người là một cây hàng của Daiwa anh em, Daiwa, bát là bát Fuji. Bát Fuji. Quả là cần rút mini, thu gọn ra tầm khoảng 40-45cm. Fan là fan Fuji lỗi xám nha anh em, nó lỗi xám nha, đó khá là đẹp. Cây này một cây cần của Daiwa, hàng Việt Nam xuất Nhật nha anh em, đó. Cây này dài cứng 20 và 2m4, cứng 20 và 2m4, chất liệu carbon nha anh em, chất liệu carbon, đó, Daiwa, đó, mà có sức đầy đủ nha anh em, mà có tem đầy đủ, cần rút mini, đó. Ngoại hình thì ok, không lỗi làm gì hết. Nhãn găng này giống như cây gần lua, cặp bon sắn lên đây. Đọc nó đây. Rồi, giá công khai vẫn là 700k cộng ship nha nè. Đó, cây số 8 700k cộng ship. Dạ cần rút mini. Tiếp theo qua đây. Qua mấy cây cần rút, rút này dài tí thì cây số 8, số 9, số 10 và 11. Số 9 hiện lên cho mọi người là một cây cần. Cái cần này cần flip nha anh em, cần beat up. Đó. Cây này cứng 10 đến 20 thôi nha anh em, dài hết 7 cứng 10 20, cần flip. Đó, bát tầm bát thẳng. Phen phen sứ nha anh em, phen sứ. Thì cây cứng 10 tới 20 ha, dạng anh em câu quật, câu phi. Đó. Đọc nó là đọc tháp nha anh em, đọc tháp, đọc sợi tinh. Đó. Rồi, giá công khai cây số 9, giá công khai 200k. Số 10. Số 10 vẫn là một cây cần phép nha anh em, độ cứng 10 đến 20 đó. Ba cây này giống như dạng một cặp nha anh em, ba cặp. Như giống nhau luôn. Đó. Fan mới là fan shit nha. Fan hãng nha anh em, fan hãng. Fan hãng lỗi sướng nha anh em. Đó. Ngoại hình ok, không có xuất sắc gì nhiều hết. Đọt đọt sơ tinh. Rồi, giá công khai vẫn là 200k cộng ship nha. Cây 11. Cây 11 vẫn là cây pick up nè, nó 2m7 cứng 10 20, ngoại hình tương đối sáng. Đó. Đây nè. Đó. Rồi. Giá công khai vẫn là 200k cộng ship nha anh em. Đó. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 là một cây cần của Master Cutter nè. Đó. Magnet Cutter thì cây này dài 2m4 nha anh em, dài 24. Bát tầm bát thẳng. Đó. Cán cán sọc răng nè. Đó. Thì cây này fan inox nha anh em, lỗi inox. Buông nó đây. Đó. Dạng này dạng cần rút nha anh em. Cây này cứng ra tầm khoảng 10-15 nha anh em, cứng 10-15. Rồi, giá công khai cây số 12. Giá công khai 150k cộng ship. Tiếp theo 13, cây 13 vẫn vậy, dài 2m4. Bát tập phèn phèn hãng. Đó. Bát ở đây. Đó.
cái này mấy cái này thu gọn ra tầm khoảng 70cm nè, đó độ cứng ra tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 20-30 đó. Phen chạy nha nè, phen đề ba là phen chạy còn bóng nha em, không có xứ xác gì nhiều hết. Rồi, giá công khai cây số 13, giá khoảng là 150k cộng ship. Rồi, tiếp theo hai cây cuối cùng, hai cây carbon. Cây cuối cùng thì cây số 14, cây số 14 đem lên cho người là một cây cần của Olympic. Tem nội địa nha em, cây Olympic này nội địa. Thì gốc là gốc đối trọng nha em, gốc đối trọng. Cầm rất là chắc tay luôn, hàng Olympic. Carbon sẵn nè. Đó, sẵn răng rút nha em. Bát là bát Pussy Serpent. Thì cái này 30 dài 3m6 nè, cứng 30 dài 3m6, còn rất là mới nè, thấy không? Đó. Mới nó khỏi bàn. Thì cái này dạng anh em đi câu Sea Hunter sắc thủ biển. Cái này là dạng anh em đi câu lăng xe anh em, câu lăng xe, câu chép. Đó, câu chép, câu lăng xe, câu chép là khỏi chơi. Đó, đánh trà. Fan là fan Fuji anh em, fan Fuji. Em Fuji nha anh em. Đó. Thì cái này đây, có một phen đề ba nó bị nứt ở đây đây. Đó. Nè, kéo cho anh em xem. Đó. Thì cái lóng trên đây nó bị xước nè. Đó. Do cả hoàn thành thành thiền anh em. Đó. Lóng trên thì ok. Đó. Tất cả lại ok hết nha anh em. Đó. Các con sẵn rồi. Sẵn cuồn cuộn nha mọi người. Đó. Lóng trên đây là siêu đẹp luôn. Phôi này siêu chắc nha nè. Đó. Đó. Đọt rồi carbon luôn. Sẵn tới ngọn đọt luôn nè anh em. À, cái này cứ nặng là 300g. Đọt 1 đi 8. Giá công khai cái này 800k nè. Cái số 4 800k. Thì cái này thu gọn ra tầm khoảng, để đo xem, giờ toàn 75cm anh em, 75cm. Rồi, giá là 800k, cây số 14. Tiếp theo cây số 15. Cây số 15 bên cho người một cây hàng của Daiwa, hàng nội địa. Đó, bát là bát Fuji tem vàng. Các đều carbon, tem nội địa rõ ràng. Thì cái này cây hàng của Daiwa, hàng Sibis. Đó. Daiwa nha anh em. Đó, cây này cứng 50 và 27 nha anh em, cứng 50 và 27 carbon sẵn đây. Carbon sẵn khỏi chơi. Đó. Fan là fan Fuji nha nè, fan Fuji. Nó có xuất sắc đây nè. Xuất sắc đi ti nha nè. Xuất sắc đi ti nha. Đó. Đọc trên đây là siêu đẹp rồi. Đọt là đọt carbon luôn. Rồi, cái này thích hợp anh em câu lăng xe, anh em câu cha, câu chép, câu biển. Đó. Anh em thích nhỏ gọn nha. Rồi, giá công khai cây số 15, cây cuối cùng 850k cộng ship nha. Đó. Thì cái này nặng là 260g, đọt 21, thu gọn là 70, tầm khoảng 75cm cho anh em. Đó. Giá công khai là 850k, có tổng cộng 15 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu em ưng cái nào chốt, để số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.